tên là Bình và chồng con tên là Phong ra đằng sau ạ. Và con xin kính chào thầy, kính chào ban tổ chức và tất cả các học viên. Thực sự ngày hôm nay thì con rất là cảm động bởi ban tổ chức đã làm hết mình và thầy cũng đã dành cho chúng con một tình cảm vô cùng yêu thương. Và con cũng không ngờ là hôm nay có một cái chuyến là chúng ta được ra biển với một không khí vô cùng an lạc và hạnh phúc như này. Con mới cảm nhận tình yêu của thầy, của ban tổ chức vô cùng rất là nhiều để dành cho học viên. Bởi con cũng có hỏi khách sạn là một tour như này thì bao nhiêu, thì khách sạn có nói là 1,2 triệu. Và con cũng đang định là cùng chồng con ở lại để trải nghiệm, thì rất là may là vũ trụ đã gửi đến một cái chuyến đi mà tất cả mọi người đều trải nghiệm được cái thiên nhiên này. Thì con nói về bản thân con thì trước khi đi là con bị đường 10.6, nhưng đến bây giờ thì là còn 6.5. Con cũng học rất nhiều phương pháp để tự chữa lành cho chính mình, nhưng mà cái phương pháp này thì con thấy nó nhanh và nó hiệu quả nhất. Cái thứ hai nữa là về vấn đề huyết áp. Trước khi đi con mới cấp cứu huyết áp. Ông xã con đằng sau thì anh ấy luôn luôn là y tá của con. Và bây giờ huyết áp của con còn lại là 125/80. Và điều thứ ba nữa là con đã từng phải đi bệnh viện để thụt tháo đại tràng bởi con bệnh trĩ và bị táo bón rất là nặng. Thì ở nhà có một cái bạn, bạn là nhân viên của con, nhưng mà thường xuyên là phải thụt tháo cho con mới đi được. Và cái ngày đầu á, con cũng làm cả lớp lo sợ bởi vì ai cũng đi được, mỗi mình con không đi được. Rồi đến 8 giờ rưỡi thì bạn băng tâm là cho con một cái thụt tháo đó. Con bảo không lẽ mình cứ lệ thuộc thế này sao? Nhưng mà vì con muốn là để cho nó gọi là ra cái bước đầu đi, để bước sau mình cố gắng. Mà không ngờ thầy ơi, đến ngày thứ hai con buổi sáng là ra được 3 lần. Rất là giống như những gì chị băng tâm chị chia sẻ trên lớp. Con cảm thấy trời ơi sao mà hạnh phúc thế. Con mới nói với chồng con là nhiều khi hạnh phúc đơn giản chỉ là đi cầu được. Bởi nhiều người rất là mong nhà cửa xe cổ hay là một cái gì đó nó rất là to lớn, nhưng đối với con, thực sự mỗi một lần con đi cầu được, con đều nói với anh ấy và anh ấy đều nói rằng là cố lên. Và một việc nữa là cái cân nặng của con thì cũng đã giảm được 2 cân. Và các bạn biết rằng mình là một cái người cũng rất là thích đẹp, cho nên là luôn luôn năm nào cũng phải đi thẩm mỹ viện. Một lần thẩm mỹ viện là 100 đến 126 triệu để họ đánh bụng á, mà đánh thâm tím cả người lên, nhưng mà cũng không giảm được bao nhiêu, và có giảm xong nó lại lên. Nhưng mà mình tin rằng cái phương pháp này mới có gì ạ, 4 ngày thì chắc chắn mình phải áp dụng tiếp, thì cái điều thần kỳ sẽ xảy ra và sẽ báo cho các bạn sau. Nhưng mình tin rằng có chồng bên cạnh mình sẽ làm được. Và ông xã mình thì là một cái người mà ở quân đội ra, cho nên là anh rất là chỉnh chu. Trong các cái buổi học á, thì gần như anh thiền định rồi anh làm theo cô Văn Tâm là nó rít rìn rịt và nó chuẩn không thể chỉnh được nữa. Còn riêng mình đâu đó thì không bằng anh ấy. Nhưng mà với anh ấy thì tuổi lớn, cho nên là đâu đó cái khớp gối rồi cơ thể nó vẫn có những cái đau nhức, hoặc có những cái mà nhiều khi đi lại rất là khó khăn. Thì bây giờ anh ấy nói rằng anh hết rồi. Vâng, đó là một cái mà cái tình yêu của thầy đối với cộng đồng, đối với xã hội, đối với nhân loại. Chúng con cũng là những người tu hành, và 30 năm con minh mật để con tìm ánh sáng của Phật. Nhưng mà đâu đó trong lòng con vẫn không tìm được, vẫn có một cái sự gì đó nó khắc khoải. Ví dụ như là đến chùa các thầy bảo cầu an, cầu siêu cho đỡ bệnh. Tại con bệnh nhiều lắm,
Ngày xưa con làm kinh doanh mà đến 50 tuổi con nằm liệt trên giường luôn. Sớ con đổi không biết bao nhiêu cái. Đúng không ạ? Chay đàn trần tế rồi là chay tăng hoặc là thiên tăng con làm tất. Nhưng mà không giải quyết được cái bệnh của con. Mà chỉ có 4 ngày thôi. Con đã thấy rất là tuyệt vời. Cho nên nhân tiện đây con cảm ơn cô Băng Tâm. Mặc dù đâu đó trong lớp có những lúc chưa được khỏe lắm, nhưng mà cô vẫn cùng với lại tất cả mọi người còn lại làm tất cả những gì có thể cho tất cả các bạn học viên. Và mình cũng thấy các bạn học viên cũng đã quá tốt rồi. Các bạn cố lên một tí nữa thì nó sẽ tốt hơn. Bản thân mình cũng vậy, 63 tuổi mà đâu đó nó cũng không thể nào như các bạn ba mấy, bốn mấy, năm mấy được không ạ? Nhưng mà rất may thì mình có ông xã bên cạnh ông lôi cho nên mình đến giờ này mình trọn vẹn được 5-4 ngày của thầy. Cho nên một lần nữa mình vô cùng biết ơn thầy và chồng của mình và tất cả các bạn học viên ở đây. Mình tin rằng các bạn đã làm cố gắng hết sức có thể rồi, và lần sau chúng mình sẽ thêm một tí nữa là trọn vẹn. Dạ, biết ơn ạ.